Vâng, xin chào các bác. Minh Audio Hà Đông giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly cổ của Sony. Con này có mã là AX500, tôi bán giá chuẩn 3 triệu đồng. Hàng bãi, bảo hành về chất lượng cho các bác, bãi zin luôn. Chạy 4 con sò than. Con này có cái cấu tạo, cái nguồn và cái tản nhiệt rất gấu. Nhưng con âm ly này rất nặng. Nhìn qua thì cảm giác là nó bình thường thôi, nhưng con âm ly này rất nặng các bác nhé. Âm ly này, âm ly cổ đánh một đôi loa thôi. Chỉnh bát chép, cân loa, đầy đủ các đường vào âm thanh. Đây là tụ lọc và tản nhiệt. Bốn con sò, cái chân sò nó bám ở tản nhiệt kia. Còn đây là nguồn. Nguồn rất nặng luôn. Đây sẽ quay mặt sau. Công suất 140W, điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Đây là thông tin của âm ly. Các đường vào âm thanh, rất nhiều đường vào. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường CD. Đây là đôi loa. Các bác dùng để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình hoặc kể cả nhạc sàn. Và những đôi loa chính hãng Bass 30, đơn giản với âm ly này luôn. Thì sẽ mở to hơn các bác cùng nghe. Đây là cái nắp tre. Còn rất cứng cáp, nhưng mà nước sơn thì nó phải cũ theo thời gian, không hề móp méo tí nào. Kể cả mặt tiền con âm ly này nhá, còn tương đối đẹp luôn. Không bị sứt mẻ. Sớt sát một tí là phải có, còn không bị cong vênh. Mở to hơn, cùng nghe. Đặc trưng của hãng Sony là bass đánh rất sâu, êm. Êm trong tầm tiền luôn. Cái nút này các bác phải nhả ra mới có tiếng nhá. Còn nút này phải vậy. Đây không được bấm vào tape. Nếu chạy tape 1, tape 2 thì mới bấm. Còn không thì để chế độ suông nó mới ra tiếng ở những cái đường này. Tiếng phono chỉ dành cho đi than. 3 triệu đồng. Xin chào, hẹn gặp lại. Các bác có thể đến tận nơi hoặc đặt cọc tiền vào tài khoản. Tôi sẽ gửi hàng đi qua Viettel của nhà xe khách. Xin chào, hẹn gặp lại.